đẹp nhất sớm này luôn á. Con là có tâm trong nghề lắm đó nha cô. Tới đây làm gì? Định là mắc cúp tiệc để đi làm cô dâu á hay gì? Cảm ơn cô. Cô có biết á, cô đang phạm luật không? Cô không được quyền tự ý đăng hình cá nhân của tôi lên mạng mà cô chưa có xin phép. Mà cô nói là cô đi tiệc, rồi giờ cô làm cô dâu. Cô xin phép tôi chưa? Ê, nói chuyện em cười quá. Lúc đầu á, tôi nói chuyện với cô làm sao? Tôi nói rõ ràng tôi cần make up cái gì. Tôi trả tiền cho tôi có thiếu đúng không? Tôi trả đủ tiền cho cô mà. Đúng là trả đủ, nhưng mà cái lương tâm của cô đâu? Cái nghề nghiệp của tôi không cho phép. Make up tiệc là make up tiệc, make up cô dâu là make up cô dâu. Tự nhiên make up tiệc đi làm cô dâu. Trời ơi, chơi nhãn vậy. Ủa nó nghe nè, bây giờ tôi make up tiệc, kể cả tôi make up cô dâu chăng nữa, tôi ra tôi ăn ốc ngoài đường, ai làm gì tôi? Tôi make up cô dâu đó, tôi đi bơi, ai làm gì tôi? Bởi vậy mới bị phốt đó. Ờ đúng rồi nè, bởi vì bữa nay nè, tôi mời luật sư tới nè, để nói cho cái bản mặt của cô là cô đang phạm luật, cô hiểu không? Ủa điện thoại của tôi muốn chụp, tôi muốn đăng ai là quyền của tôi. Bởi vậy, mấy đứa mà vô học như cô á mới nói chuyện mở miệng nói được những câu đó thôi. Mấy người mà có học không ai vậy hết trơn á. Ủa vô học vậy nhìn nè. Nè, đúng rồi, nãy giờ tôi đứng trong tôi nghe hết nè. Con quỷ là trên dép salon này nè. Hôm bữa đó là nó bút con. Nó bút con xong nó cũng đòi y chang vậy. Trời nó đòi y vậy á. Nó bởi vậy anh đâu có chịu vi phạm quy tắc của nghề make up. Cho đúng nên rồi. Anh chặn số nó luôn. Đó. Trời chắc là cũng phải đi nhiều tiệm lắm mà người ta không làm. Mới đúng qua rồi. Cái tiệm em hiền quá, dễ quá mà. Quỷ sứ yêu tinh gì đâu không. Ê mà chửi mày. Nhìn dạy. Cái mặt vậy hả là biết đi chuyên gia đi lừa đảo rồi. Đúng rồi. Ê. Nè cô ơi, cô á, cô lấy hình của người ta đưa lên mạng biết xấu là đã vi phạm pháp luật rồi đó. Bây giờ á, tôi làm đơn, tôi gửi trên phường, cô lên đó để giải quyết. Đúng là tôi chấp nhận, tôi lấy hình ảnh, tôi không xin phép mà tôi sai. Nhưng mà cho tôi sai cái này đi. Còn đỡ hơn nhỏ này mặt đẹp. Nhưng mà lương tâm á hả, rách nát, trơ trẽn. Cô sử dụng dịch vụ thì mình có quyền. Mình sử dụng cái gì thì mình làm cái đó. Nhưng mà về lương tâm mình á, mình làm như vậy thì cũng chưa có đúng lắm.